chào tất cả mọi người nha, chào tất cả các anh chị đến xem cái clip hôm nay. Thì một số anh chị hỏi là mua kiếm về, gieo hạt về á, thì mình trồng như thế nào. Thì từ đầu là các anh chị phải xem cái cốc của anh chị á, là về nó như thế nào. Ví dụ như đây là những cái cây mà vô chậu lớn rồi nè. Thì bây giờ mình muốn vô cái chậu này, trong đây nó như thế nào là hợp lý, và trong khi nó rễ nó chằng chịt vậy nè, mình cắt rễ ra có ảnh hưởng gì hay không. Đó, thì thật ra nếu mà mình cắt đi những cái rễ này á là không ảnh hưởng gì cả, em cắt em sang hồi à, nó cũng bình thường, nhổ lên luôn. Nhưng mà tùy à, nếu bây giờ là mình sang gọi là hợp lý này. Đó, thì cái cách vô đây á, thì đầu tiên á là mình chuẩn bị một cái chậu lớn hơn và một ít xốp bẻ như thế này. Rồi các anh chị lót phần đáy. Công dụng của xốp này á là để thoát cái lượng nước tràn xuống phía dưới cho nó hợp lý. Rồi, và cái thứ hai á, là cái lượng giá thể của mình nó nằm ở khoảng cỡ tạc 70% chậu á, là phù hợp và tiết kiệm được giá thể. Đấy, thì hai công dụng của xốp khi bỏ chậu. Thì em có vô một chậu rồi. Cái chậu đây vô thì giờ em nhổ cho các anh chị xem nha. Cái cách nó như thế nào. Đó, thì hôm trước em có vô nè. Đó, hiện tại rễ ra lại rồi nè. Đấy, rễ non đang đi nè. Và vô là một cách rất là bình thường, nhổ lên nhổ xuống bình thường. Để em tỏ hết sự vừa để cho các anh chị xem. Đó, cây đi rất là bình thường nè. Có một số rễ, nó có nè, rễ đen ra nè. Đó, rễ đen ra nè. Đó, bình thường nha các anh chị. Và cái này rất là đơn giản luôn á. Đó, thì bây giờ mình muốn vô một cái chậu như thế này á thì cũng khá là bình thường. Đối với thì đầu tiên mình chuẩn bị một ít sơ dừa. Đây là sơ dừa. Sơ dừa em đã xử lý ngâm nước rồi, ngâm nước vôi và xử lý rồi và rửa sạch lại để tránh mặn thôi. Để cái sơ dừa này nó tránh mặn. Còn đối với một chuyện khuẩn ở trong đó thì các anh chị nào kỹ rảnh có nhiều thời gian muốn luộc thì quá tốt, nhưng mà một thời gian chị tưới nước vào nó cũng như vậy à, nên luộc hay không luộc thì cũng tùy. Rồi thì đối với những cái cây như thế này á thì mình sẽ có hiện tượng là mình bóp ra, tại vì nếu mình vô chậu thì cũng được, ai thích vô chậu như vậy thì vô nè. Rồi em sẽ vô thử một cái chậu như thế này luôn, và về hôm em sẽ review lại cho các anh chị nhà mình xem. Mình phải canh cái hướng đi đó. Rồi mình sẽ cho sơ dừa vào. Rồi theo em á là khi mà mình sang chậu á, mình chỉ cần cho nhiêu đây giá thể thôi, rồi khi mình tưới nước đi xuống á rồi mình lại bón thêm một ít nữa, chứ không cần phải nén. Anh chị mà nén á, cái bộ rễ nó trồng sơ dừa á, mà mình nén xuống á rất là dễ tổn thương cái bộ rễ nhiều lắm, và bộ rễ nó sẽ không có đi được khỏe. Đó, các anh chị nào đó, cứ dạy cho em. Rồi dài hơn mình tưới nước á, sơ dừa nó tự động đi xuống á, rồi mình sẽ bón thêm cái bỏ thêm cái giá thể. Rồi đối với một số cái chậu như thế này á thì mình sẽ bóp. Đầu tiên á là mình cái này là nó giá thể nó tưới rồi nè. Mình sẽ bóp những cái chậu này ra. Giá thể nó trồi lên trên nè. Những cái chậu này lâu quá nó cũng hư rồi. Đó, mình lấy ra vậy thôi. Rồi mình chỉnh sửa cây lại coi đẹp như thế nào. Một số rễ này nó hư rồi nè, không cần phải cầu kỳ gì đâu, trồng khá đơn giản lắm, vì những cái cây này rất là khỏe nha. Lúc mình bóp ra nó cũng có chút lỗi nè. Rồi em sẽ không có tỉa gì hết, đặt thẳng vào đây, canh cái hướng này nè, để cho nó mép qua đây, để khi cây phát triển á, phát triển về nó về đây là tròn chậu đẹp. Rồi ở phía dưới mình bỏ xốp. Rồi sơ dừa mình bỏ cũng vậy.
Rồi, theo cách của em á thì các anh chị cũng đừng nên bỏ nhiều xơ dừa quá. Cứ bỏ vừa thôi. Rồi khi mà mình tưới nước cây nó đi xuống á, bắt đầu mình sẽ bỏ lên thêm một ít ở phía trên nữa là cây nó sẽ đẹp. Rồi, như vậy là mình đã xong một cái chậu rồi nha. Em kiểm chứng cho những anh chị mình xem những cái cây mà em trồng nó hơi lâu hơn một xíu. À, nó cũng từ những cây đó này. Đây nè. Đó. Cũng từ rồi, sang rồi, cây nó khỏe hơn. À, mình có thời gian mình vô chậu á thì cây nó khỏe hơn. Thì bây giờ em sẽ nhổ lên cho các anh chị nhà mình xem luôn. Rồi. Đầu tiên nhổ thì mình cũng bóp thôi. Ở trong đây là đợt đó có vỏ thông. Trồng bằng vỏ thông, xơ dừa trộn. Rồi em sẽ nhổ cho các anh chị nhà mình xem nha. Đó các anh chị thấy không? Đó, rễ đi khá tốt nè. Cây phát triển khỏe mạnh này, rễ đi tròn rồi nè. Chứ đâu có gì đâu, xốp. Vỏ thông, xơ dừa. Vỏ thông là bỏ chút xíu ở trên thôi. Đó, xơ dừa nè. Rồi mình đặt lại thôi. Cây nó ấm chậu rồi, khỏe rồi. Đây là những cây gieo hạt nha các anh chị. Thì nó bị lỏng chân giá thể thôi, thì mình bón thêm giá thể thôi. Rồi tưới nước á, nó đi xuống à, không sao hết. Đó, em thì em trồng vậy đó. Các anh chị nào xem video có thấy nó hợp lý phù hợp á thì có thể đăng ký theo dõi kênh. Có nhiều cách nó đơn giản lắm. Khi mình cầu kỳ á thì làm những cái nó cầu kỳ thôi. Còn những cái nó đơn giản thì mình cứ làm nó đơn giản. À. Do hồi nãy bỏ xốp nó bị nhầm rồi. Chỉnh cái cây nó thẳng lại thôi. Rồi, cũng đừng có ém giá thể nha các anh chị. Các anh chị ém giá thể là nó có một cái chút là không có đúng. Đừng ém giá thể. Rồi, các anh chị để lại vị trí thôi. Rồi, chúc tất cả các anh chị trồng thành công nha. Rồi, thân chào tất cả các anh chị.